tôi 77 tuổi rồi, nay cha sở có tăng lên mấy tuổi đấy. Tôi hơn ngài có 3 tuổi thôi, chịu chức linh mục trước ngài có 1 năm thôi. Tôi chịu chức năm 72, ngài chịu chức năm 73. Anh em chúng tôi cấm phòng thì vẫn gặp nhau và biết ngài làm cha phó của cha Đỗ Minh Lý, sau đó làm cha sở Sao Mai suốt bao nhiêu mấy chục năm nay. Trước đây tôi chưa tìm hiểu nhiều về Hiệp hội Thánh Mẫu, nhưng dịp này ngài có dịp ngài tặng cho tôi mấy quyển sách. Tôi đọc xong tôi thấy tôi tâm đắc quá sức. Té ra tất cả những điều gì mà tôi dạy trong bao mấy chục năm nay nó nằm trong này hết. Những điều cốt yếu nhất về thần học, về kinh thánh, về luân lý đều nằm trong quyển này. Anh em họ đạo Sao Mai mà ai chưa có cái quyển này á, thì ráng mà mua, tôi không có quảng cáo đâu. Đây là một trong những quyển sách ở trình độ của giáo dân. Chúng tôi học thần học mất ít nhất là 6 năm. Tôi học giáo hoàng chủ viện mất 8 năm. Mà nói những cái điều mà bây giờ tôi giảng ra thì không ai hiểu cả. Toàn lý thuyết bên trên mây không à. Nhưng những cái điều đây lại là những điều rất thiết thực, rất cụ thể. Những vấn đề khoa học và đức tin chẳng hạn. Đủ mọi đề mục ở trong này anh chị em ạ. Nên kiếm một quyển sách hoặc là mượn nhau cũng được. Vào mượn cha sở cũng được, chắc chắn ngài không tiếc đâu. Ngài sẵn sàng in lại để tặng anh chị em đấy. Vì đây là trung tâm của Hiệp hội Thánh Mẫu mà. Cha Đỗ Minh Lý đã tiếp thu cái tinh thần này từ thời Đức Thánh Cha Pio XII xác nhận Hiệp hội Thánh Mẫu là một phong trào quốc tế để giúp cho đời sống trưởng thành trong đời sống Kitô hữu qua Đức Maria. Đấy là cái lời mà tôi phải biết ơn cha Đan Vinh. Và tôi chia sẻ với anh chị em thì đây là cái trung ương, cái trung tâm của Hiệp hội Thánh Mẫu. Chắc chắn những cái lời mà ngài giảng dạy mấy chục năm nay nó đều nằm trong này cả. Cũng như tôi đọc lại tôi thấy tôi không có giảng gì khác ngoài những chuyện này. À, tới đây thì tôi mới biết là tôi giảng trong thánh lễ, thành ra không dám kéo dài. Tất cả trước lễ độ 10 phút, vì sau này 15-20 phút nữa thôi. Thành ra rút gọn rất nhiều chuyện. Xét mình để dọn hang đá. Đến Noel tới ta làm hang đá bằng giấy, làm hang đá bằng tượng, trang đèn trí. Người Âu Châu, người Mỹ Châu đã biến lễ Noel thành một cái lễ trần tục. Mục đích là để cho nó đẹp mắt, cho nó vui. Mục đích để làm cây Noel, để phát quà, để ăn tiệc Réveillon. Cái đó là con nít. Mừng lễ Noel đích thật không phải là như thế. Thánh Phanxicô khi làm cái hang đá, ngài ý nghĩa ngài khác hẳn. Ngài muốn trở về sự khiêm tốn nhỏ bé của một đấng phàm là con Thiên Chúa, nhưng không đòi cho được ngang hàng với Thiên Chúa, mà là chịu mang lấy thân phận con người để chết trên thập giá. Chúng ta sẽ đi đến một cái mầu nhiệm gọi là kenosis, mầu nhiệm hủy mình ra không, hủy mình trút bỏ vinh quang. Vì đó là con đường Chúa Giêsu bắt đầu từ hang đá Bethlehem và kết thúc trên núi Sọ, trên đồi Golgotha. Cái máng cỏ bằng gỗ đó mà Chúa Giêsu nằm lên đó, cũng sẽ là cái ngai của ngài để làm cây thập giá, để vua của vũ trụ được đóng đinh trên đó trần truồng. Con đường Chúa Giêsu đi đó. Hơn một lần ngài nói, muốn theo ta ư? Vác thập giá mà theo ta. Đi xe hơi ở nhà lầu không phải là con đường đến thập giá, sẽ đến con đường lạc đường. Không có thập giá là đi lạc đường. Không có sự đau khổ là đi lạc đường. Đừng trách Chúa là tại sao Chúa là đứng tốt lành mà sao để sự đau khổ, sự dữ ở trần gian này. Cuốn sách này trả lời cho chúng ta hết. Bao nhiêu tôn giáo trên trần gian này được kể ra, gặp chung nhau ở những điểm nào, khác nhau ở những điểm nào. Quyển sách khoa học và đức tin với những vấn đề đó đều có trong cuốn sách. Đó là cái ý tưởng đầu tiên mà tôi xin anh chị em ở đảo Sao Mai. Anh chị em hãy là cái ngôi Sao Mai để cho nhiều xứ đạo, nhiều nơi biết được cái điều này. Cái tâm sự thứ hai là tôi xin dùng phương pháp gọi là thần học kể chuyện. Théologie de narration, narrative theology. là bắt giết Chúa Giêsu. Ngài chỉ kể chuyện, kể dụ ngôn thôi, không có nói về điều gì cao siêu cả. Có chăng một vài điều rất đơn giản, dễ hiểu. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em yêu thương nhau. Để làm môn đệ Chúa Giêsu là phải như thế, theo Thầy, vác thập giá, yêu thương nhau. Cái câu này lại là dàn bài của bài 3 trong cái quyển huấn luyện hình trưởng gia đình Hiệp Thánh Mẫu mà tôi tính dùng để xét mình với anh chị em, nhưng mà nó dài quá, nó tới 20 cái rồi, nên tôi chỉ xét mình có một điều thôi. Thần học kể chuyện, Chúa Giêsu là sư phụ, là người đã sáng tạo ra cái này. Cho nên từ giờ đến cuối buổi tĩnh tâm anh em sẽ nghe tôi kể một số chuyện. Chuyện thì cho trẻ con, chuyện thì cho giới trẻ, chuyện cho người lớn, gia trưởng hiền mẫu. Để làm gì? Để anh em về kể lại cho những người cần phải nghe. Tôi vẫn nói mỗi lần tôi đi giảng, anh chị em ngồi đây là những người không cần nghe giảng, không cần đi tĩnh tâm, đi nhà thờ đều rồi cần gì. Những người cần nghe là những người không bao giờ tới nhà thờ, là những người không biết Chúa, là những người còn khi chống lại Chúa đấy, người ấy cần nghe. Mà ai giảng? Các cha làm sao đi len vào ngõ ngách để nói cho họ được? Phải nhờ các anh chị em Legio Marie, Hiệp hội Thánh Mẫu, các cái gia đình căn bản để nói lại những chuyện đó cho bạn bè trong sở. Hùng tâm dũng trí thì kể nghe chuyện gì vào lớp kể cho các bạn nghe, hát bài gì thì vào trong lớp hát cho các bạn nghe, đi giao giảng tỏa khắp tất cả. Tôi sinh hoạt với giới trẻ qua các phong trào thiếu nhi thánh thể, hùng tâm dũng trí. Tôi tìm hiểu thêm, Hiệp hội Thánh Mẫu đã tổng hợp tất cả những cái tinh túy của những cái phong trào trẻ ấy. Thế thì câu chuyện kể về thiếu nhi thì tôi có viết một cái bài hát: Giêsu Kitô con người tuyệt diệu, Giêsu Kitô người anh dấu yêu, Giêsu Kitô tương lai với Ngài, vinh quang cho Ngài, Giêsu Kitô. Nó có nhiều người thuộc hát theo đấy, vì tôi viết này để cho trẻ con mà. Thế mới kể một câu chuyện. Một cô giáo lý viên của tôi sinh hai đứa con, nó sinh đôi, một đứa tên là La, một đứa tên là Vang. Một đứa thì nói nhiều lắm, một đứa thì không nói. Nhưng mà hát thì hai đứa cùng thi nhau hát cả. Một hôm ban giám hiệu với lại phòng giáo dục đến thăm viếng trường, lớp mẫu giáo, mầm non, mầm chồi lá gì đó. Cô giáo trong lớp mới hứng lên bảo: chúng con, cháu nào tình nguyện lên hát một bài tặng ban giám hiệu và các cán bộ phòng giáo dục. Hai đứa đưa tay lên, nó lên hát: chúng con xin hát Giêsu Kitô con người tuyệt diệu, Giêsu Kitô người anh dấu yêu, Giêsu Kitô. Cô giáo bịt miệng nó không kịp vì nó giao giảng Đức Kitô trong nhà trường xã hội chủ nghĩa, một em lớp mẫu giáo. Nó phải có ơn thánh thần thì nó mới làm được cái điều đó. Nó dám giảng cho các thầy cô nó về Giêsu Kitô là con người tuyệt diệu, là người anh dấu yêu, Giêsu Kitô tương lai với Ngài và vinh quang cho Ngài, Giêsu Kitô. Giảng về Giêsu Kitô thôi. Chúng ta nghe giảng biết bao nhiêu lần, có ai lập được một bài giảng cho người khác không? Từ xét mình xem. Có dám giảng lại cho ai không? Ngay cả con cái trong nhà mình, hôm nay đi lễ về cha giảng cái gì con? Nhà con chả nhớ nữa. Các bạn trẻ, sinh viên bạn của tôi đến họp, tôi hỏi, tôi gặp các em nó bảo: ôi, con mới đi nghe cha Khảm, bây giờ Đức Giám mục Mỹ Tho giảng hay lắm. Nghe giảng gì con? Dạ không nhớ. Lúc đó nghe giảng thì thấy hay, mà bây giờ hỏi có nhớ không? Không nhớ. Cho nên tôi bắt buộc tất cả các giáo lý viên của tôi, các anh huynh trưởng của tôi đi nghe giảng là phải lấy giấy bút sổ ra mà ghi chép tất cả bài giảng, tối thiểu là ngày chủ nhật 52 bài, để có cái gì để dạy trong lớp giáo lý chứ. Không lẽ cả một bài giảng của cha sở ông phải dọn cả tuần, có khi được cả bao nhiêu năm trước đó, mà ông không nói được một ý tưởng cho mình đáng ghi hay sao? Tôi còn nói láo nữa, tôi bảo chúng con ghi đi. Nếu mà cả mấy chục đứa đi nghe giảng cha A, cha B, cha C nói con không ghi đáng ghi, cha sẽ cầm cái chứng từ đó cho nên cha nói với ông cha sở: anh lo dọn bài giảng đi. Học trò tôi đi ghi bài giảng, nó bảo không có gì đáng ghi cả đấy. Tôi cảnh cáo luôn đó. Nhưng mà không, may quá không có cha nào mà không dọn. Và tôi còn nói là với các sinh viên chịu chức linh mục đó, không phải là dọn bài giảng trước một tuần đâu. Các thầy phải dọn bài giảng 6 năm trước. Bài tin mừng này cứ 3 năm một lần lại được lặp lại. Năm A, năm B, năm C. Ngày thường, năm chẵn, năm lẻ. Lặp đi lặp lại, cứ thế. Mà suốt thời gian đại chủ viện tối thiểu là 6 năm mà không ghi được một ý tưởng gì. Không dọn một bài giảng để 6 năm nữa mình sẽ đi giảng. Mình nói cái gì? Học, thần học làm cái gì? Làm linh mục làm cái gì? Và tôi hỏi luôn cả các bậc cha mẹ. Giống như cái hôm tôi vào lớp tôi hỏi các em giáo lý viên. Chúng con ơi, trong Kinh Thánh có nói đến hoa quả của thần khí. Cây có cây tốt thì sinh trái tốt. Vậy hoa quả của thần khí, hoa quả thánh thần là gì con? Cả lớp giáo lý không đứa nào dám nói, đứa nọ nhìn đứa kia. Tôi quay sang tôi hỏi giáo dân. Tôi hỏi các huynh trưởng. Các anh chị huynh trưởng dạy các em về hoa quả thần khí chưa? Dạ con có dạy rồi. Anh chị kể tôi một vài điều thôi. Mãi mới có một anh và chị đứng lên nói là thưa cha đó là sự bình an, là niềm vui. Tôi bảo các huynh trưởng mà còn ấp úng như thế. Và có lần khác tôi hỏi thử các sơ các thầy, hoa quả thần khí là gì các thầy các sơ? Là thưa cha là lại cũng ấp úng nữa. Tức mình tối về nhà tôi viết chín cái hoa quả thần khí thành một bài hát. Bác ai hoan lạc bình an, nhẫn nhục nhân hậu từ tâm, trung tín tiết độ hiền hòa. Đúng 9 cái. Bác ai hoan lạc bình an, nhẫn nhục nhân hậu từ tâm, hiền hòa tiết độ tín trung. Hôm sau vào dạy trẻ con nít 9 hoa quả thần khí là 1, 2, 3, 4, 9 thuộc lòng. Rồi sau đó mình mới giảng bác ái là gì, nhân hậu là gì, từ tâm là gì. Tất cả như vậy, trung tín hiền hòa thuộc rồi. Bây giờ khai triển để dạy giáo lý. Chứ dạy giáo lý không là không biết hoa quả thần khí là cái gì. Không biết cái việc mình làm tốt là bởi Chúa Thánh Thần. Mà không có Chúa Thánh Thần thì không làm được cái gì cả. Như trên bảng mình có cái bài kinh linh nghiệm, tôi thoáng qua thấy, tôi có nhờ thầy phụ trách. Mình hát với nhau cho nó vui và này dễ lắm. Nhạc của tôi là nhạc viết cho trẻ con mà. Xin cho mi trường con có nhạc rồi mà. Xin mở lời cho bà con. Thần lạy Chúa Thánh Thần, xin soi dẫn hồn con. Máy có chép rồi mà sao không thấy lên màn hình? Có ai ngồi ở màn hình đấy ạ? Đã đánh máy rồi. Và thần lạy Chúa Thánh Thần, xin soi dẫn hồn con. Ôi tình yêu Thiên Chúa, xin thiêu đốt lòng con. Trên đường ngày nẻo chinh, xin thương dắt dìu con. Ôi mẹ Maria, xin thương đoái nhìn con. Cùng với Chúa Giêsu, xin thi ân chúc lành. Xin luôn mãi giữ gìn khỏi ảo tưởng phù vân, khỏi muôn vàn sự dữ, khỏi muôn sự hiểm nguy. Amen. Ông tác một học giả Công giáo dục đức Phạm Đình Khiêm, trong các học giả Công giáo mà viết sách thì có lẽ ông này là số 1. Có lẽ thua thầy Hoàng Xuân Việt ở đường Bành Văn Trân của mình về số sách, số lượng thôi. Nhưng ông dịch những sách hay nhất. Vị từ đạo đầu tiên của mình là Thánh Andrê Phú Yên. Ngài viết một quyển sách. Quyển sách về Thánh Du Xe dày như quyển từ điển. Và dịch rất nhiều sách. Hôm đó thầy Phạm Đình Khiêm dịch cái đời sống tiểu sử của chị Maria Giêsu Tử Giá là tác giả của cái bài này. Cầu nguyện đến Chúa Thánh Thần, và ông bảo đây là cái kinh Chúa Thánh Thần hay nhất từ trước đến giờ. Trong đó có cả Chúa Giêsu, cả Đức Mẹ nữa. Và nói như Thánh Marie Grignion de Montfort, ở đâu có Đức Mẹ thì Thánh Thần Chúa nhanh chóng bay đến và đậu lại. Ta cầu nguyện Chúa Thánh Thần thì ta đừng quên có Đức Mẹ trong đó. Và Đức Mẹ sẽ giúp chúng ta đón nhận Thánh Thần như Ngài đã lãnh nhận từ Thiên sứ Gabriel với lời xin vâng. Và cả cuộc đời của Ngài là một kinh Magnificat, lời tạ ơn Thiên Chúa, để cuối cùng Ngài đứng Stabat trên núi Sọ. Fiat, Magnificat, Stabat. Giai đoạn của Đức Mẹ đơn giản có thế, và Ngài theo sát Chúa Giêsu từ hang đá Bethlehem cho đến núi Sọ. Tôi hát lại lần thứ hai, xin anh chị em hát to hơn, vì cách tập hát của tôi không phải bắt tập lại từng câu bao giờ cả. Tôi hát một lần thôi, và những ai nghe một lần thì có thể hát lại được và hát to hơn. Lần thứ ba hát mạnh dạn mẽ hơn. Lần thứ tư tôi không hát, các bạn vẫn hát được, thì tôi mới gọi là bài hát sinh hoạt. Còn những bài hát hay để các ca đoàn, các ca sĩ chuyên nghiệp tập. Còn mình không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, mình ca tụng Chúa thôi. Hát sai cũng được. Thần lạy Chúa Thánh Thần. Xin cho lại. Xin cho bạn lại bài vừa rồi. 3 lần cơ mà. Đây lần thứ 2, 2, 3. Thần lạy Chúa Thánh Thần, xin soi dẫn hồn con. Ôi tình yêu Thiên Chúa, xin thiêu đốt lòng con. Trên đường ngày nẻo chinh, xin thương dắt dìu con. Ôi mẹ Maria, xin thương đoái nhìn con. Cùng với Chúa Giêsu, xin thi ân chúc lành. Xin luôn mãi giữ gìn khỏi ảo tưởng phù vấn, khỏi muôn vàn sự dữ, khỏi muôn sự hiểm nguy. Amen. Tôi cố gắng lấy nhạc nhịp điệu bình ca để đặt vào mấy bài hát cầu nguyện, vì nhạc phụng vụ được định nghĩa càng giống bình ca chừng nào thì càng đúng phụng vụ chừng ấy, chứ không phải là vào nhà thờ rồi nhảy nhót, nhảy quãng 8, quãng các thứ quãng này như là nhạc đời. Lần này chúng ta chắp tay lại, mắt nhìn lên màn ảnh để chúng ta cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Thần lạy Chúa Thánh Thần, xin soi dẫn hồn con. Ôi tình yêu Thiên Chúa, xin thiêu đốt lòng con. Trên đường ngày nẻo chinh, xin thương dắt dìu con. Ôi mẹ Maria, xin thương đoái nhìn con. Cùng với Chúa Giêsu, xin thi ân chúc lành. Xin luôn mãi giữ gìn khỏi ảo tưởng phù vân, khỏi muôn vàn sự dữ, khỏi muôn sự hiểm nguy. Amen. Ai cần cái nhạc bài này thì xin chị đang đệm đàn đi photocopy. Khi trước đây tôi tính đem photocopy 200 bản để tặng anh chị em, nhưng nhà mình có cái máy này thì tiết kiệm giấy, nên đánh thầy phụ trách máy, đánh máy lên để cho tập hát. Không có Chúa Thánh Thần không làm ăn là chuyện gì cả. Đức Mẹ xác tín điều đó nên cả đời của mẹ Thánh Thần luôn hiện diện. Và có Chúa Thánh Thần thì thứ nhất thì chúng ta có các ơn Chúa Thánh Thần đấy. Chúng ta có hoa quả của thân khí đó. Sách giáo lý mới thay vì có 7 ơn, 9 ơn của Thánh Thần thì phải có thêm 3 điểm nữa. Nhưng mà những điểm đó cũng lại trùng hợp vào trong những cái 9 điểm kia thôi. Chứ từ Kinh Thánh là chỉ có 9 điều thôi. Để khai triển thần học kể chuyện, tôi bắt đầu bằng câu chuyện. Khi đó tôi được mời giảng ở xứ Thủ Thiêm. Cha sở lúc đó là cha già Augustinô Lục. Không giảng 3 ngày liền hay 4 ngày liền đâu, mà giảng 4 chủ nhật. Nhật thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, mùa chay hoặc là mùa vọng, cả một năm liền như vậy. Sáng sớm đi phà Thủ Thiêm qua làm lễ giảng. Lễ thứ hai giảng cho thiếu nhi, ngày làm lễ tôi cũng giảng. Lễ chiều ở lại luôn, giảng luôn, ở lại ăn cơm trưa, cơm tối với ngài rồi về. Tuần sau lại như thế. Thì tôi học được ở cha già Augustinô Lục một cái cách dạy giáo lý của ngài. Ngài viết những cái lời có chung một chủ đề, giống như là chủ đề mà cha Đan Vinh đã ghi vào lời Chúa của bài học thứ ba. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Và cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ của thầy, là anh em yêu thương nhau. Muốn thành môn đệ Chúa Giêsu Kitô là thế. Gioan chương 13 câu 34-35. Ngài viết ở bảng, các em đi học về trong tuần ghi lại, tối về con phải đọc cái lời này lớn tiếng và thuộc lòng trước tất cả gia đình nhé. Giờ kinh tối con chỉ đọc, cần nhiệm vụ là đọc cái lời này lớn thôi và đọc thuộc lòng. Trẻ con học thuộc lòng nhanh lắm. Cả tuần nó đọc thuộc lòng xong, tối giờ kinh tối mỗi ngày. Ngày đầu anh chưa thuộc, anh còn liếc cầm tờ giấy liếc đi. Mấy ngày sau đọc như máy vậy. Và đến giờ chầu thánh thể ngày chủ nhật hay bất kỳ lúc nào, ngài nói với cộng đoàn: anh em lặp lại lời Chúa số 30. Cả nhà thờ đọc lời Chúa lên tiếng. Lời Chúa phải thấm vào trong tâm hồn chúng ta như vậy. Phải đọc. Điều này tôi mắc cỡ một lần khi khoe với anh em, tôi ở tù 4 năm nhé, tốt nghiệp Đại học Chi Hòa đó. 4 năm thì trong phòng của tôi có một em thanh niên tin lành. Đến đêm Noel 23, 24 rồi, tôi tụ họp với anh em Công giáo. Tôi xin phép với anh em Công giáo cho phép chúng tôi đêm này đêm Noel, chúng tôi nhớ lại xứ đạo hang đá Bethlehem một tí nhé. Anh em trong phòng 5-60 người, có lúc là 70 người cũng nể tình. Họ ngồi lại, anh em Công giáo 15-16 có khi 20 người ngồi lại. Tôi muốn đọc lại đoạn tin mừng kể lại chuyện Chúa Giêsu sinh ra mà tôi không thuộc. May quá trong nhóm bạn đó có một bạn tin lành, chú Thanh. Thanh ơi, em thuộc Luca 1 không? Hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ cho mọi người làm kiểm tra dân số. Dạ thuộc. Nó đọc một lèo từ đầu đến đuôi và kết thúc là vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Tôi cảm phục các em thanh niên tin lành đó, bởi vì nó học giáo lý tin lành là chỉ có Kinh Thánh mà thôi. Khi tôi đi tù về, tôi đi thăm mấy cái nhà thờ tin lành. Cha giáo tôi bảo Lộc ấy, em chưa được làm lễ công khai đâu, em đi dự lễ để xem các cha giảng thế nào nhé. 4 năm nay chưa được giảng rồi, ôn lại bài giảng bằng cách đi nghe giảng. Ngay chủ nhật tôi đi ít nhất là 3 lễ. Thì tôi chọn một lễ ở nhà thờ tin lành, nhà thờ chỗ đường Trần Cao Vân đó, mục sư Hạ. Thì tôi dự lễ, tôi dự cái phần cầu nguyện của nhóm trong nhà thờ. Sau đó có hôm dự lễ rửa tội, báp tem. Có hôm khác vào một lớp giáo lý để xem các anh chị giáo lý tin lành dạy thế nào. Thì đây là một lớp giáo lý. Vào nơi các em mở trang, trang nào cũng được, trang có bài tin mừng nữa. Mở trang 170 rồi, đọc cùng với cô. Người cha có 2 đứa con, người con thứ xin cha chia gia tài, vân vân và vân vân. Đọc xong, các em gấp sách lại, tất cả đọc lại đoạn vừa rồi. Đứa thì thuộc, đứa không, nhưng đứa thuộc, đứa không dựa trên đứa thuộc lặp lại nguyên văn bản Kinh Thánh vừa đọc. Tất cả các em cắp sách lại. Em nào tình nguyện đến đây đọc cho lại cho cô bài văn vừa rồi? Em giành nhau lên và 3 em, 4 em lên đọc. Một cái buổi kinh thánh đọc lời Chúa ít là 5-6 lần như vậy. Làm sao mà nó không thuộc lòng từ bé, nhập tâm. Trong khi mình hỏi các em giáo lý của mình đến đứa nào thuộc đoạn nào, khá lắm nó được kể được vài câu chuyện tượng trưng, chứ không phải là đúng mạch văn nữa. Cách dạy giáo lý như thế, thưa anh chị em, tôi không có giảng điều thần học cao siêu đâu. Tôi mời anh chị em tìm tại những vấn đề đó trong quyển sách của cha Đan Vinh. Và tôi chỉ kể chuyện, là chuyện cho trẻ con. Bây giờ chuyện cho người lớn. Mỗi một câu, giới tôi chọn 3-4 câu chuyện. Chuyện giới trẻ, các bạn thanh niên nam nữ, mẹ Têrêsa Calcutta hay kể khi đi giảng cho giới trẻ. Mẹ kể rằng có một hôm có hai anh chị xin gặp tôi, rồi đem theo biếu tôi một cái gói. Nhìn cái cách gói thì tôi biết đây là tiền, không phải là trái cây, không phải là hộp kẹo hay là hộp bánh, mà là một gói nhỏ này. Tôi mở ra thì đúng là một cọc tiền. Tôi mới hỏi chúng con, tiền đâu mà chúng con có nhiều thế? Hai bạn trẻ nó nhìn nhau. Mình phải nói thật với mẹ thôi, chúng con là mẹ không lấy đâu. Thưa mẹ, trước khi làm lễ hôn phối, chúng con đi cấm phòng, tĩnh tâm, và chúng con chọn một quyết định chung là mình sẽ không sắm áo cưới, sẽ mặc cái bộ đồ nào đẹp nhất của mình thôi. Cravat tử tế, quần áo, giày bóng đánh bóng lại. Áo của em sẽ chọn cái áo nó đẹp nhất thôi, không may áo. Vì có những bộ áo là mấy chục triệu. Không làm tiệc ở nhà hàng. Một mâm tiệc 10 người, bây giờ là 4-5 triệu, có nhà hàng 10 triệu. Mình sẽ đãi bạn bè nước trà, vài cái bánh đủ rồi. Và sẽ chọn một nơi. Thế là hai vợ chồng quyết định. Thưa mẹ, chúng con dành dụm số tiền bấy lâu nay để làm đám cưới. Con nghĩ đến người nghèo và con nhờ mẹ chuyển cái này đến các người nghèo. Mẹ Têrêsa cảm động vô cùng. Cảm ơn Chúa, qua chúng con, người nghèo được quan tâm, được nhớ tới. Câu chuyện về Đức Mẹ Têrêsa này tôi lại đi kể cho giới trẻ khắp nơi. Thì một hôm, một người bạn tôi, một anh trưởng hướng đạo, anh Trà Lợi ở Đà Lạt, quen từ xưa, dẫn hai đứa con trai con gái tới. Cha Lộc ơi, các cháu tôi nó bảo nó đi nghe cha giảng một lần về hai vợ chồng dành dụm số tiền đưa cho mẹ Têrêsa Calcutta. Bây giờ cháu nó muốn làm cái này nhờ cha. Cha chọn cho hai cháu một cái nơi nào, một cái nhà mái ấm gia đình nào, trại mồ côi nào, trại phong cùi nào để các cháu nó tổ chức tiệc và lễ cưới tại đó. Lúc đó cha Cosma Đạt chưa làm giám mục Bắc Ninh. Tôi nói anh Đạt ơi, anh phụ trách cái trại cùi Thanh Bình, anh cho mình tổ chức cái đám cưới tại trại cùi Thanh Bình nhé, vì có một đôi bạn trẻ muốn tổ chức đám cưới ở đó. Đến xin với anh cha phụ trách, rồi xin với anh trưởng anh Hoàng. Anh Hoàng bảo vâng cha cái việc tổ chức. Thế là tất cả các bạn trẻ của trại cùi Thanh Bình, bây giờ bị giải thể rồi, Thủ Thiêm giải thể rồi, chung sức vào dựng sân khấu, tập văn nghệ. Vì họ bảo chưa bao giờ có một đôi hôn phối ở ngoài mà lại tổ chức trong trại cùi lễ cưới cả. Cho nên dốc toàn lực nó làm văn nghệ. Bữa ăn thì mỗi gia đình được mời 2 người đến dự tiệc cưới. Trẻ con mỗi đứa có một hộp bánh, đủ bánh ngọt, đủ nước uống các bạn. Thành ra cái ngày cưới của anh chị này như một ngày đại hội. Và đây là lời của anh cameraman này. Anh cameraman nói với tôi, thưa cha, con đi quay hàng trăm đám cưới rồi mà con chưa thấy có một cái đám cưới nào vui, có ý nghĩa như cái đám cưới này. Đám cưới kia người ta khoe tiền bạc, khoe tiệc lớn, rồi sau đó về đi cày trả nợ chết luôn. Ngược lại, đôi này đã chọn nơi này để tổ chức đám cưới của mình đầy ý nghĩa. Một đám cưới con thấy hay nhất từ xưa đến giờ. Thưa anh chị em, từ một câu chuyện của mẹ Têrêsa, ta có thể kể lại. Từ câu chuyện của một Kinh nghiệm của tôi với các bạn trẻ, con một người bạn trưởng hướng đạo, có thể kể lại. Vì tôi lại lập lại ý tưởng, những người ngồi đây là những người không cần nghe giảng. Người cần nghe giảng là những người không đi nhà thờ, là những người không hề biết Chúa. Ở công sở, ở trường học, anh em nhớ lại những bài hát, những câu chuyện này. Trò chơi thì không tiện rồi. Đi huấn luyện huynh trưởng tôi bảo các thiếu nhi, ba cái món ăn khoái khẩu nhất của nó là chuyện kể, bài hát và trò chơi. Anh chị em đừng quên cái đó các trưởng nhé. Và hấp dẫn trẻ con. Giờ giáo lý hấp dẫn, đi mẹ mau giờ đến giờ học giáo lý rồi đi. Chứ không phải là đứa cái giỏi mày không đi học giáo lý, tao cho mày mới giỏi, không phải như thế. Thu hút trẻ em là như vậy. Nói về giới trẻ, nói về người lớn thì chuyện các bà mẹ gia trưởng hiền mẫu thì cũng nhiều thứ chuyện lắm, nhưng mà tôi xin kể một câu chuyện. Hôm đó tôi đi giảng ở Phan Rang, ở Sư Tấn Tài, đang ngồi nói chuyện với cha sở ban ngày vì giảng lễ sáng và buổi tối thôi. Thì có một ông đạp xe đạp tới, ông đang dựng xe đạp ngoài sân đó. Thì cha sở nói tôi, ông này là ông Năm Phiên, đảng viên cộng sản về hưu, đến đây chơi thường xuyên và hôm nay ông ghé qua thăm tôi đấy. Tôi vào tôi thấy ông còn vé số, ông đi bán vé số. Tôi hỏi thưa ông Năm, tại sao ông đảng viên về hưu rồi mà ông còn đi bán vé số? Đây là thể thao của tôi mà, tôi đạp xe đạp đặng cho nó khỏe. Tiền bán vé số tôi hút thuốc lá, tôi không cần xin vợ tôi. Nhưng mà chuyện này mới đáng kể đấy này. Ông ấy vào trong Nam, ban tổ chức đầu tiên ngày mới tiếp thu miền Nam, cán bộ tổ chức lớn lắm, lấy một cô vợ người Bắc có đạo, nhưng cô ấy giấu lý lịch: em không có đạo, em mà làm khai có đạo ảnh hưởng đến chức vụ của anh. Thế là ông bà lấy nhau, không đám cưới gì cả. Nhưng bỗng một hôm ông ấy tìm thấy một cái thơ của bà mẹ ruột ở ngoài Bắc. Nội dung ông mở ra ông đọc: mẹ từ con, vì con đã bỏ Chúa thì mẹ cũng không nhận con là con của mẹ nữa. Nội dung dài nhưng mà tóm ý như thế. Bà mẹ ruột của chị ấy từ chị ấy. Ông cầm cái thơ ông giận quá, ông bảo: em, vợ chồng có cái gì mà phải giấu nhau, mà em không cho anh biết em là người Công giáo, để mẹ bây giờ phải từ em như thế này. Chủ nhật này em đi lễ, viết thơ xin lỗi mẹ, con không hề bỏ đạo, con đi nhà thờ. Ra lệnh cho vợ. Bà vợ sung sướng trong lòng, lâu nay giấu chồng là mình là người Công giáo, nay chồng bắt buộc mình đi lễ và lại bắt buộc mình viết thơ xin lỗi mẹ. Thế là ông ấy đồng ý cho bà ấy theo đạo đã đành. Ông ấy còn đi theo để đi nghe giảng nữa. Và ít lâu sau rồi, ông ấy đọc Phúc Âm, ông đọc Tin Mừng và ông xin rửa tội. Về hưu rồi mà đâu có ai cấm. Thế là ông rửa tội xong, cái một hôm ông đi vô thăm nhà thương lớn đó, kiểu đây là cỡ thống nhất rồi, dành cho cán bộ lớn mới được vào đó. Thế thì là ông đi vào, ông thấy mấy ông cán bộ lãnh đạo bệnh đang nằm đó đó. Hỏi ông Năm đi thăm ai vậy? Tao đi thăm trả sở của tao, mà tao làm tụi bay đâu. Toàn những lãnh đạo của Bình Thuận ở trong nhà thương đấy mà, ông là học trò ông mà. Ông về hưu rồi mà học trò ông. Tao đi thăm trả sở của tao chứ không phải thăm tụi bay đâu. Tuyên xưng rõ ràng đi thăm trả sở của tao. Một cán bộ bao nhiêu tuổi Đảng, chân thành với lương tâm, tôn trọng người khác, tôn trọng tín ngưỡng của vợ, để rồi được ơn về với Chúa. Thưa anh chị em, những câu chuyện ấy tương đương như thế tôi có nhiều lắm. Tôi ở trong tù tôi quen thượng vàng hạ cám, những người mà đáng lẽ ở ngoài mình chỉ đáng làm học trò thôi, mà ở trong tù với mình, kể cả các cán bộ. Để quen cả đoạn du thủ du thực, ăn cướp của giết người cũng ở trong chung luôn. Nhiều bài học lắm anh chị em ạ. Chưa kể ham học thì cái gì cũng học được. Lấy tờ báo Nhân Dân xin dịch ra tiếng Nga và tiếng Tàu, vì có cán bộ và có người Hoa. Thế là mình biết thêm được 2 ngoại ngữ nữa, biết thêm tiếng Nga, biết thêm tiếng Trung Hoa. 4 năm học quý vô cùng để nói như một cha bạn ở chung tù với tôi, Đức Đan Viện Phụ Phạm Văn Hiền, Đa Minh Phạm Văn Hiền. Ở với năm thứ 4 rồi thì Ngài nói, Ngài hơn tôi 5 tuổi, Ngài có tiến sĩ ở Thụy Sĩ, thần học giỏi lắm. Lộc ơi, mình ngồi mình xét mình lại, mình đặt trên cái cán cân, thì mình thấy 4 năm tù của mình, giá trị đạo đức nó hơn 40 năm tù của mình. Một Đan Viện Phó Phước Sơn nói câu đó, 4 năm tù mà đặt trên bàn cân thì giá trị hơn 40 năm tu của mình. Tôi cảm ơn Chúa vì tôi được có 4 năm đó, cũng có bằng cử nhân tốt nghiệp Đại học Chi Hòa. Học được bao nhiêu là chuyện. Chia sẻ với anh chị em những câu chuyện đơn giản như vậy để ngày mai chúng ta lại tiếp. Tôi còn dọn một cái set mình câu chuyện về linh mục tu sĩ nữa đấy. Tôi kể nốt chuyện này đấy, cho nó đủ mọi giới. Người ta dâng thánh lễ. Câu chuyện này tôi được nghe một cô học trò, gia đình cô ấy thông gia với ông anh cả của tôi, nên gọi cô gọi tôi bằng chú. Ba má của cô ấy rất già, lớn tuổi rồi. Ở Hà Nội không ai mà không biết đến ông bà Đốc Chính cả. Mà ông ấy thì không có theo đạo. Bà ấy thì trở lại đạo và nhiệt tình vô cùng. Cô út này được tính mẹ, cho nên ngoài việc làm ăn buôn bán, mở một cái nơi để trang trí và mỹ thuật các cái bìa báo đây, thì cô thu bài giảng của cha Nguyễn Khảm. Đi lễ ngày thứ tư và chủ nhật của cha Khảm, thu bài giảng, in thành băng cassette, in thành đĩa, biếu các cha bạn ở ngoài Bắc. Công việc tông đồ của cô ấy như thế. Thế một hôm cô đang làm việc, bên cạnh là cái máy thu cassette, 2 box, cái phát, cái thu, nghe bài giảng cha Khảm, vẫn làm việc. Thì có một khách đến, cô tôi đặt hàng nhé, cô làm cho tôi cái bìa và cái hộp như thế này nhé, tiền bao nhiêu. Thì bỗng anh ấy nghe thấy tiếng giảng ở trong cái máy đang chạy. Anh bảo cô có đạo hả? Vâng, tôi có đạo, tôi thu băng bài giảng thì tôi nghe. Ông khách này nói luôn, tôi cũng có đạo, nhưng mà tôi bỏ đạo rồi. Và tại sao anh bỏ đạo? Tôi đi nhà thờ, tôi lên đem máy chụp hình lên cung thánh tôi chụp. Ông cha Sở ông xỉ mặt tôi, ông làm nhục tôi trước cả một cộng đoàn. Ông giận nên ông quát tôi, đuổi tôi xuống. Tôi cũng giận không kém, tôi ném cái máy ảnh xuống đất. Tôi chỉ mặt ông ấy, tôi sẽ không bước tới cái nhà thờ này bao giờ nữa nhá. Và sau khi tôi quất máy ảnh đi rồi, tôi đi về, tôi không đi nhà thờ bao giờ nữa. Hơn 10 năm nay rồi. Cô ấy mới học cái bài học của cha Khảm, giảng về những nỗi như thế, vì mà ông cha mà bỏ đạo đó. Trường hợp đó nhiều lắm anh em ơi. Thì cô ấy kể, anh ơi, anh cho phép tôi kể một cái hình ảnh nhé. Trong gia đình của anh có người anh, người em các thứ. Giả thỉ như anh có một thằng anh ăn chơi trụy lạc bê bối. Thì anh có về nhà, anh gọi bố mẹ ra bảo, bố mẹ, tôi từ ông bà, tại vì ông bà không biết dạy con, tôi không có về cái nhà này nữa, nghe chưa? Anh có làm như thế không? Câu chuyện này cha Khảm giảng và cho giải đáp. Không ai mà để vì mà ông cha Sở mà bỏ đạo cả, bỏ Chúa, bỏ giáo hội, bỏ mẹ của mình, bỏ nhà của mình cả. Kể câu chuyện đó không thì anh im lặng, anh đi về. Cô nhớ nha, hẹn đúng giờ và tôi trả tiền rồi nhá. Đến giờ đến giao hàng cho tôi. Đến ngày giao hàng, đúng giờ, đúng ngày, không thấy tới. Cô nhấc phone lên, phone không trả lời. Cô ấy nghĩ bụng bảo, hay là ông này ông ấy giận mình cái gì, cái chuyện gì đây. Lát sau ông tới, tôi xin lỗi cô, lúc cô đang gọi phone cho tôi thì tôi đang ở trong tòa giải tội. Tôi đang ở trong tòa giải tội. Tức là nghe câu chuyện, một câu chuyện cha Khảm dạy trong lớp giáo lý. Cô này nhớ chuyện đó để khuyên một người bỏ đạo. Thì cuối cùng anh ấy đã vào tòa giải tội sau 10 năm, gần 10 năm bỏ đạo. Thế anh chị em à, những câu chuyện kể ngắn gọn như thế anh chị em khó quên lắm, về kể lại cho người khác. Hát một bài thấy hay, hát lại cho người khác, như cháu bé lớp mẫu giáo á. Đấy, tôi tóm lược nội dung chia sẻ với anh chị em. Tôi đi giảng tại Phúc Cấm Phòng 16 năm ở bên Huê Kỳ, giảng khoảng trên 100 xứ rồi, mà cũng chỉ nói mấy chuyện bình dân như vậy thôi, không giảng thần học. Vì họ bảo là nghe các cha giảng thần học chả hiểu gì cả, đi về hỏi nhớ gì, không nhớ gì hết. Thế thì nghe làm cái gì? Thế nên tôi lại lặp lại cái ý tưởng, anh chị em là những người không cần nghe giảng, nhưng học cái gì để chia sẻ cho người khác. Cảm ơn cha Đan Vinh đã cho tôi những tài liệu quý hóa, và cảm ơn anh chị em sau mai. Chúc anh chị em sau mai trong 3 ngày tới, trong 2 ngày tới sẽ chuẩn bị tâm hồn để dọn cái hang đá đặc biệt trong năm nay. Không phải bằng giấy, không phải bằng tượng đất, không phải bằng lồng đèn nhúng nhắng, bánh gato này để ăn uống như trẻ con, nhưng mà thật sự dọn tâm hồn của mình. Những cái gì nó ngăn chặn mình đến với Chúa đó, quẳng bớt ra ngoài. Cảm ơn anh chị em, chúng ta tiếp tục thánh lễ.